Quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin đáng lưu ý. Bộ Y tế yêu cầu tăng cường chẩn đoán điều trị bệnh Whitmore, gia tăng tâm lý tin dùng vaccine dịch vụ của phụ huynh. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Trong mục Cẩm nang y học kỳ này, mời quý vị gặp gỡ bác sĩ Tạ Thị Thương, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nhân La, huyện Kim Động để cùng tìm hiểu về vị thuốc húng chanh. Đừng thờ ơ với khám sức khỏe định kỳ là nội dung của câu chuyện cuối chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế các bộ ngành cần tăng cường chẩn đoán điều trị bệnh Whitmore trước tình trạng bệnh có xu hướng gia tăng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh Whitmore. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp như sau. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, nước bẩn, đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng. Không tắm gội, bơi, ngụp lặn ở các ao, hồ, sông tại gần nơi bị ô nhiễm. Sử dụng đồ bảo hộ lao động như giày, ủng, găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, tiếp xúc với đất, bùn và nước bẩn. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch, đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi làm ruộng. Thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không giết mổ, ăn thịt động vật, gia súc, gia cầm bị ốm chết. Khi có vết thương hở, vết loét hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám phát hiện và điều trị kịp thời. Giá thành đắt đỏ và khan hiếm, nhưng một bộ phận phụ huynh vẫn lựa chọn tiêm vaccine dịch vụ cho con em mình thay vì tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí. Vaccine 6 trong 1 Inforic Heza của Bỉ và Hezasim của Pháp là hai loại vaccine được nhiều phụ huynh lựa chọn để tiêm phòng cho con em mình, thay thế vaccine 5 trong 1 miễn phí của chương trình tiêm chủng mở rộng. Ghi nhận tại phòng tiêm Safo Hưng Yên, trung bình một ngày có khoảng 10 đến 15 cuộc gọi đến phòng tiêm hỏi về vaccine dịch vụ. Một tuần có khoảng 40 đến 50 vaccine 6 trong 1 được bán ra, không đủ cung cấp cho nhu cầu của phụ huynh. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại các phòng tiêm chủng dịch vụ khác tập trung tại thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, năm 2019, tỷ lệ trẻ được tiêm chủng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt khoảng 99%. Đến năm 2020, tỷ lệ này đạt khoảng 96-97%, có tháng chỉ đạt 95% do nhiều trẻ chuyển sang tiêm vaccine dịch vụ. Số trẻ tiêm vaccine dịch vụ chiếm tỷ lệ thấp từ 3-4% nhưng có xu hướng gia tăng. Theo các bác sĩ, để phòng bệnh cho trẻ dù tiêm phòng loại vaccine nào thì phụ huynh cũng cần tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, không nên chờ đợi phụ thuộc vào vaccine dịch vụ mà bỏ lỡ lịch tiêm phòng của bé. Nhằm phòng chống và phát hiện bệnh lao sớm trong cộng đồng, vừa qua Bệnh viện Phổi Hưng Yên đã tổ chức khám chủ động tích cực phát hiện bệnh nhân lao tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Bệnh viện đã khám và chụp phim cho gần 170 người trên địa bàn xã Đình Dù, thực hiện xét nghiệm gen ISPR cho 54 người. Qua khám sàng lọc đã chẩn đoán 4 người mắc bệnh lao. Việc tổ chức khám chủ động tích cực phát hiện bệnh nhân lao được Bệnh viện Phổi tỉnh tổ chức thường xuyên ở hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc sàng lọc, phát hiện bệnh nhân lao để tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Những năm gần đây, trường tiểu học xã Tống Phan, huyện Phù Cừ đã xây dựng mô hình rau dinh dưỡng hữu cơ nhằm giáo dục cho các em học sinh kiến thức về dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe. Mô hình vườn rau dinh dưỡng hữu cơ được xây dựng từ năm 2018 trong chương trình giáo dục dinh dưỡng học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Viện Dinh dưỡng triển khai. Mô hình trồng đa dạng các loại rau xanh, đậu đỗ, cà rốt, su hào. Mỗi ngày, giáo viên và học sinh nhà trường nhặt cỏ, bắt sâu và bón phân hữu cơ cho cây. Cùng với đó, trường xây dựng bảng giá trị dinh dưỡng của một số loại rau, củ, quả, tổ chức các tiết học về dinh dưỡng, hướng dẫn các em bữa ăn cân bằng các chất, ngăn chặn thừa cân béo phì, những thực phẩm tốt cho mắt, phòng chống cận thị. Thông qua việc chăm sóc vườn rau, học sinh được nâng cao hiểu biết về kiến thức dinh dưỡng, sớm hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, nâng cao sức khỏe bản thân. Bài
Bệnh chân tay miệng ở trẻ em rất phổ biến và rất dễ lây lan. Bệnh có khả năng tự khỏi sau 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh chân tay miệng của trẻ em sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Và để hiểu rõ hơn về bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ Đào Thúy Đạt, khoa nội nhi Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là tay chân miệng thì có những triệu chứng như thế nào ạ? Bệnh tay chân miệng là cái bệnh mà do virus gây ra. Các cái dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng thì là các cái biểu hiện của là bệnh ở tay này, bệnh ở chân này, bệnh ở miệng này. Nhưng ngoài ra thì còn có thể là loét miệng họng này. Đấy, ngoài ra thì em bé nó có thể nó sẽ bị các biến chứng khác, ví dụ như là biến chứng về thần kinh, có thể viêm não màng não, biến chứng về hô hấp, ví dụ như viêm phế quản phổi, viêm đường hô hấp trên, viêm đường hô hấp dưới. Rồi biến chứng tim mạch thì có thể gây viêm cơ tim. Đấy, ngoài ra thì có thể có các biến chứng khác như là viêm da hoặc là viêm kết mạc mắt. Thế thì nó tùy từng trẻ, thế nhưng mà cơ bản là nó sẽ có biểu hiện là sốt này, tổn thương về da này và tổn thương các cơ quan. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì với những cái dấu hiệu nào thì trẻ mắc tay chân miệng cần nhập viện ạ? Có mấy cái dấu hiệu mà mình cần phải để ý để điều trị nội trú. Thứ nhất là trẻ sốt, sốt cao liên tục, sốt không hạ sốt, sốt từ 39 độ trở lên. Đấy, và không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Ngoài ra thì còn có thể có các dấu hiệu mà thấy khóc vô cớ. Ngoài các cái triệu chứng vừa nói còn có thêm các cái triệu chứng khác, ví dụ như là trẻ nó sẽ nôn nhiều, nó rung giật nhãn cầu, rồi là nó bứt rứt tai, hoặc là có các triệu chứng mà có các cái bệnh liên quan, ví dụ như là viêm phổi thì trẻ có thể thở nhanh hoặc là không ăn được, không nôn hết tất cả mọi thứ. Đấy thì là cũng là những cái triệu chứng mà mình cần phải quan trọng để mình vào viện sớm. Vậy thưa bác sĩ, bệnh tay chân miệng thì có thể tự chăm sóc tại nhà như thế nào ạ? Chăm sóc trẻ bị tay chân miệng tại nhà thì có mấy cái lưu ý. Thứ nhất là bệnh tay chân miệng vào giai đoạn toàn phát thì bắt đầu có biểu hiện sốt. Đấy thì mình sẽ phải chăm sóc cái sốt đấy. Thì nguyên tắc chăm sóc cái sốt nó cũng giống như các cái sốt khác. Thì đầu tiên là mình phải hạ sốt cho em bé. Đấy, và cái thứ hai mình phải giám sát được nhiệt độ, giám sát được thời gian uống thuốc, hạ sốt, giám sát các cái triệu chứng liên quan đến sốt. Nhưng ngoài ra thì khi mà em bé nó bị virus thì nó có thể là nó sẽ đau họng, các triệu chứng về tai mũi họng kèm theo, thì mình sẽ cố gắng làm sao để nâng cao thể trạng, nâng cao dinh dưỡng cho em bé, cho em bé uống nhiều sữa nóng. Trong những ngày này thì có các biểu hiện về da thì có thể là tay chân em bé nó bị nét, mình sẽ chăm sóc da, tránh để bụi nhiễm, tránh để bị nhiễm trùng ở ngoài da. Nếu như mà nôn không ăn được, không uống được thì gia đình cũng nên cho bé vào viện khám sớm. Thưa bác sĩ, biện pháp nào thì giúp các phụ huynh phòng chống hiệu quả bệnh tay chân miệng ạ? Biện pháp phòng bệnh tay chân miệng thì nó có mấy cái. Thứ nhất là những cái trẻ mà đã bị tay chân miệng ấy, thì nên cách ly khỏi các trẻ khác để tránh tình trạng lây nhiễm. Và đặc biệt là các cái trẻ mà bị tay chân miệng này thì có thể sẽ lây cho cả người lớn hoặc là những người mà nhiều tuổi. Thứ hai nữa là mình cũng nên giữ ấm cho trẻ này. Đấy, rồi là hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những nơi đông người này. Rồi hạn chế cho trẻ đến những cái nơi mà có nguồn bệnh rõ ràng, ví dụ như là vào bệnh viện chẳng hạn. Ngoài ra thì còn có một số biện pháp phòng bệnh chung, ví dụ như khi mà em bé cần phải được tăng cường sức khỏe này, tăng cường sức đề kháng này, bổ sung đủ nước điện giải. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích ngày hôm nay. Húng chanh không chỉ là loại rau phổ biến mà còn được biết đến là vị thuốc dân gian có tác dụng chữa ho, giải cảm hiệu quả. Trong mục Cẩm nang y học kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ bác sĩ Tạ Thị Thương, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nhân La, huyện Kim Động để cùng tìm hiểu về vị thuốc này. Xin kính chào các quý vị khán giả xem truyền hình. Tôi xin giới thiệu tới quý vị khán giả bài thuốc chữa ho, giải cảm bằng cây húng chanh. Theo y học cổ truyền thì cây húng chanh này là vị cay, tính ấm, mùi rất là thơm và có tác dụng là phát tán, phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, dùng để chữa viêm họng, giải cảm. Lá húng chanh tươi này để sắc lấy nước uống. Đặc biệt là cây húng chanh này thì nó còn có cả cái tinh dầu húng chanh nữa, chứ xuất được cả cái tinh dầu húng chanh nữa. Cây này nó là một cái cây thảo dược rất là quý. Thế thì tôi cũng xin giới thiệu sơ qua một số bài thuốc chữa ho, giải cảm, viêm họng hoặc là khản tiếng. Thì người ta dùng khoảng 30g húng chanh tươi, giã lát nó ra, rồi đun sôi để nguội, cho có thể là dùng để ngậm mà và uống dần dần. Bài thuốc thứ hai nữa là đối với trẻ em thì ta dùng là lá này 5 lá hoặc là 7 lá húng chanh để
ta cũng giã nhỏ ra, xong rồi ta dùng kết hợp với cả cái đường phèn hoặc là mật ong, ta chấp qua cái lồi cơm thì để dùng cho trẻ em dưới 1 tuổi chữa ho lâu ngày hoặc là ho khan không có đờm thì rất là nhạy. Cho uống từ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ có thiên chuyển, là chữa cảm sốt, da mồ hôi. Thì người ta cũng dùng húng chanh 20g, tía tô là 15g, gừng tươi và 5g. Tất cả những cái vị trên thì người ta đều giã nhỏ, lọc lấy một ít nước đun sôi, rồi để nguội cho một ít đường vào để dùng, để uống. Và cũng uống từ 5 đến 7 ngày. Cây húng chanh này nó sinh sống ở rất là nhiều nơi và rất dễ trồng. Bà con có thể đến các cái trạm y tế xã xin về mình trồng ở các cái chậu cây cảnh. Thì chúng ta có thể là bẻ cái đốt này và cắm xuống và chúng ta cũng sẽ trồng được. Và cái cây húng chanh này thì bẻ ra làm nhiều đốt và nhân rộng rất nhiều nơi, mà đặc biệt là nó chịu được cái thời tiết khô hạn hoặc là ẩm ướt, là cây này nó đều rất là dễ là sinh trưởng. Khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh tật. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là nhiều người dân lại thờ ơ với việc khám sức khỏe định kỳ, dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe. Khi cuộc sống tất bật và có quá nhiều lo toan như hiện nay, việc khám sức khỏe định kỳ được nhiều người xem như là một việc làm xa xỉ, lãng phí tiền bạc và thời gian. Khó để gặp được trường hợp một người đang khỏe mạnh lại đến khám sức khỏe tổng quát, nếu không muốn nói là rất hiếm. Rất nhiều lý do được đưa ra để biện minh cho việc không đi khám sức khỏe định kỳ. Chúng tôi ở nông thôn thì thường là mọi người đều ít khi đi khám. Cũng bận rộn mới thì cơ bản nó khỏe cho nên là cũng chả kiểm tra, chủ quan thế thôi. Mình thì ít đi khám. Ví dụ khi nào mình đau ốm gì mình mới đi khám thôi. Tại vì mình ăn ít tuổi với cả thấy cơ địa mình nó khỏe mạnh ấy. Không có hiện tượng gì đau ốm gì. Mình không có thời gian. Đi làm về các thời gian nghỉ còn con cái, còn công việc ấy. Đã có rất nhiều người phải trả giá đắt cho quan niệm sai lầm này. Hơn 60 năm, chưa bao giờ người đàn ông này nghĩ tới việc sẽ đi khám sức khỏe định kỳ. Chủ quan với sức khỏe bản thân, đau bụng thì chỉ cần ra hiệu thuốc gần nhà, mua thuốc về tự điều trị. Nếu không khỏi thì đổi sang loại thuốc khác, không cần phải tốn thời gian khám xét. Chỉ khi những cơn đau không thuyên giảm, ông mới đi khám và phát hiện mắc ung thư dạ dày, phải cắt bỏ 3/4 dạ dày. Tôi phát hiện bệnh tôi đau dạ dày thì đau lâu rồi. Đau lúc tôi năm 27 tuổi cơ. Tôi không khám mấy đâu, thì cứ đau bụng thì lấy thuốc uống nhưng nó khỏi thì lại thôi. Chủ yếu là mãi đi làm mà, chứ còn cũng không nghĩ đến được cái bệnh của mình nó lại là cái tình trạng nó hiểm nghèo như thế. Trung tâm nội soi tiêu hóa can thiệp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà trung bình mỗi ngày có khoảng 90-100 lượt người tới khám và điều trị. Tuy nhiên, chỉ có 1-2 người trong số đó khám bệnh định kỳ, tầm soát ung thư. Số đông còn lại chỉ tới khám khi bệnh đã biểu hiện ra bên ngoài. Khoảng 95% bệnh nhân khi đến khám thì đều phát hiện ở giai đoạn muộn, chỉ khoảng 5% phát hiện ở giai đoạn sớm. Cái này thì nó rất ngược với tất cả các cái trung tâm trên thế giới, là người ta phát hiện ở giai đoạn sớm khoảng 8-90%, trong khi ở Việt Nam thì chỉ phát hiện được khoảng 5%. Vì người bệnh Việt Nam là khi nào đau chịu không được thì người ta mới đến khám, còn người ta không có cái thói quen là khám sức khỏe định kỳ. Thì thường chúng tôi phát hiện những cái tổn thương hoặc là những cái bệnh đã ở cái giai đoạn rất muộn rồi, khi ấy thì quá trình can thiệp và điều trị nó không còn hiệu quả cao nữa. Khám sức khỏe định kỳ thì nó vô cùng tốt, tức là 3-6 tháng mình đến khám sức khỏe định kỳ ấy, thì mình sẽ tìm được những cái mầm bệnh ở giai đoạn rất sớm, thì khi ấy có thể xử lý khỏi hoàn toàn với một cái chi phí vô cùng rẻ. Lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ đã rõ và không thể phủ nhận. Hiện nay đời sống của con người ngày càng được cải thiện, các cơ sở và dịch vụ y tế cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Việc khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn có thể thực hiện được dễ dàng nếu như chúng ta có cái nhìn đúng đắn, toàn diện hơn về thói quen này. Tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.